Vân Anh xin kính chào quý vị khán thính giả của VNTV. Thưa quý vị, trong không khí tưng bừng chào đón Tết Nhâm Dần 2022 sắp tới, chúng tôi xin được gửi đến quý vị một chương trình mừng Tết do Hội Việt Post tổ chức. Và hiểu rõ hơn về chương trình này, chúng tôi xin mời quý vị gặp gỡ với anh Huy Trần. Anh là President của Hội Việt Post và cô Thảo Huỳnh French, cô là họa sĩ. Trước hết, Vân Anh xin chào Huy và Thảo. Kính chào quý vị. Yes, so my name is Thảo Huỳnh French and I'm a Vietnamese San Diego-based artist. And I'm here celebrating Tết with Viet Vote. And I'm going to be painting a mural in celebration of the Lunar New Year. Wow. Trở lại với Huy đó. Huy ơi, trước hết thì Huy có thể cho quý vị khán giả một lần nữa giới thiệu về rất là ngắn về Viet Vote cũng như là cái mission của Viet Vote và những cái sinh hoạt thường xuyên hàng năm của Viet Vote là như thế nào? Dạ, cảm ơn chị. Sự nhóm Viet Vote của tụi em là một cái nhóm tổ chức phi đảng phái, phi lợi nhuận được thành lập vào năm 2019 nhằm mục đích nâng cao vị thế của cộng đồng người Việt ở San Diego. Tụi em làm giúp đỡ cộng đồng những cái cách mà bầu cử mình không có nói người ta bầu như thế nào mà chỉ giúp dân chúng lại biết cái chỗ nào đi bầu cử, tin tức về bầu cử và sự tham gia của cộng đồng. Ngoài ra nhóm Việt Vote của tụi em cũng mang rất nhiều thông tin, tài nguyên và các dịch vụ, chương trình, nhiều cái của nhà nước về đến cộng đồng của chúng ta, giống như là cái chuyện mà cho nhà nước cho tiền nhân chúng á, during COVID đó, thì tụi em báo tin cho cộng đồng biết, tại vì tụi em đi học nhiều lắm và biết được mấy cái công tin đó. Vâng, cảm ơn Huy rất là nhiều. Và thưa quý vị, đó là những sinh hoạt thường xuyên của Viet Vote. Và nói chung là những công tác mà có lợi ích cho cộng đồng thì Viet Vote trong thời gian vừa qua rất là tích cực, rất là năng nổ. Cảm ơn Huy cũng như là các bạn trẻ trong Viet Vote. Và thưa quý vị, vào một trong những sinh hoạt Tết sắp đến đây thì Viet Vote sẽ có một cái chương trình ngay vào ngày đêm giao thừa, ngay vào ngày giao thừa sắp tới, tức là ngày 31 tháng 1 năm 2022, tức là ngay ngày giao thừa của Xuân Nhâm Dần, thì trước hết xin mời Huy cũng như là Thảo giới thiệu về cái chương trình này. Yeah. So, nhóm của tụi em sẽ được sẽ vẽ một cái bức tranh tường ở vùng City Heights, ở ngay cái tường mà của cái nhà hàng Minh Ký. Mình vẽ một cái tường đó để celebrate kính yêu cái Tết. Tết năm nay nữ họa sĩ là người Việt Nam với mình. Yeah. Ngày đó đó thì chúng em mời nhân chúng ra chơi để coi cái bức tranh tường này rất là đẹp, rất là đẹp. Rồi xong rồi tụi em cũng có 25 cái chậu hoa cúc để tặng cho dân chúng tiền lì xì nữa. Mình có muốn lần nữa chơi vui lắm. Wow. So we're painting this mural to not only celebrate the Lunar New Year and the Tet Festival, but we wanted to highlight the culture that we celebrate and why we celebrate it every single year and share it with the public. This is really a community project that we hope to bring everybody together, no matter what background, to come and celebrate with us. So cái bức tranh tượng này đó là để cho cái culture của người Việt Nam mình, để mình chia sẻ với lại cộng đồng của City Hải, với lại để làm cho người ta biết là tại sao mình celebrate cái Tết của mình mỗi năm, và cái hình vẽ này rất là cho nhiều người có different background chung với nhau lại được. Yeah. The image of the modern woman is to depict the new and a tribute to the old. So the animal is to celebrate the year of the tiger, and we wanted to show the past traditional culture of the tattoos from the 1400th century, how fishermen used to tattoo on their bodies to protect them from the sea creatures. And so you see a little bit of that on her back, and as a little of the tiger pattern also coming through, and the tiger is supposed to symbolize fierceness and independence and
just this inner strength that we have and the resiliency of the Vietnamese people. Yeah. So cái hình vẽ này đó là mình vẽ có một người đàn bà có một cái hình của cái con cọp, tại vì năm nay là năm con cọp, có hình một con cọp nó nhảy ra từ sau lưng của cái người đàn bà đó. Mà cái hình này đó là tượng trưng là cái cách mà khả năng phục hồi của cộng đồng người Việt Nam mình, và nó cũng nói chuyện về cái chuyện mà cái chuyện song hình, tại vì song hình đó là cái đó của người Việt Nam mình từ lâu lắm rồi, bây giờ mình đem ngược trở lại để cho dân chúng thấy và cái đó là của và cái culture của mình. Nhưng mà ý kiến của tụi em muốn làm cho cái hình này đó là thấy là mình celebrate cái sức mạnh của người Việt Nam mình bỏ nước đi, mình qua bên đây, rồi mình sống ở bên đây, rồi mình xây dựng cái cộng đồng của mình bên đây, mình xây dựng cộng đồng của mình mạnh. Cái người Việt Nam á, tụi mình không có thấy, dân chúng không có biết, chứ người Việt Nam mình nó rất là mạnh. Mình survive bao nhiêu năm, tới bao nhiêu nước mới, mình cũng thấy, mình cũng làm, mình cũng ở, mình cũng xây dựng giống như vậy. Thì cái đó là năm nay tụi em muốn làm giống như là mình celebrate cái sức mạnh của người Việt Nam mình giống như vậy. Bây giờ Huy ơi, hôm đó là 12 giờ trưa ngày 31 tháng 1 năm 2022, tức là ngay ngày giao thừa, vào lúc 12 giờ trưa, 4644 El Cajon Boulevard. Huy ơi, như vậy thì mọi người tới có mũ lân, rồi có lì xì, rồi có hoa cúc, tức là chúng ta sẽ rút số hay là như thế nào Huy? Nếu dân chúng tới, người nào tới trước thì được bóng thì... Wow. Dạ, bông bự lắm nha, không có mua bông nhỏ, mua một chậu bông bự có nhiều bông lắm. Oh, rất là vui, thưa quý vị, nên chúng tôi xin mời quý vị vào ngày 31 tháng 1 sắp tới, thưa quý vị, đúng ngày giao thừa, tức là thứ hai, 31 tháng 1 năm 2022, nhằm ngày thứ hai sắp tới, ngày giao thừa. Mời quý vị đến 4644 El Cajon Boulevard. Chương trình sẽ do Hội Việt Vốt tổ chức, có múa lân rất là vui, quý vị ơi, quý vị mang con em đến. Và bên cạnh đó là sẽ có hoa cúc cũng như là bao lì xì để mà gửi tặng cho quý vị trong dịp xuân sắp tới. Những giây phút cuối cùng, Vân Anh xin dành cho Huy cũng như là Thảo, mời gọi quý vị đến tham dự với chúng ta. Chúng cháu muốn mời cộng đồng người Việt mình tới tham gia chúng tụi cháu chơi với tụi cháu. Mình celebrate năm tới mới giờ lại như là chơi chung với nhau. So, cảm ơn nhiều. I would love to see everybody of all walks of life. I would love to meet everybody, shake everybody's hand, and just celebrate leaving the negative and the bad from the previous year and entering the new year with hope and happiness and health and wealth for everybody involved. We've been through a lot with the Asian community, so we hope to see your faces there to celebrate with us for what's to come. Vâng, thưa quý vị, xin mời quý vị đến tham dự với Việt Vote vào ngày 31 tháng 1 năm 2022 sắp tới, tức là nhằm ngày thứ hai, ngày giao thừa, ngay tại nhà hàng Minh Ký, địa chỉ là 4644 El Cajon Boulevard San Diego. Và chương trình rất là vui nhộn với múa lân, có bao lì xì và có những cái chậu cúc do Hội Việt Vote gửi tặng cho chúng ta. Cảm ơn Huy và cảm ơn Thảo rất là nhiều. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Và xin thân ái chào, tạm biệt. Cảm ơn nhiều. Thank you.